tây đỏ 250g, tổ ong 250g. Em ạ, à, nấu món gì mà có tổ ong đó em? Em đang định nấu món cà ri. Có cà ri gà vịt ăn hoài cũng ngán, nên em muốn thay đổi nguyên liệu lại một chút. Em thấy á, chương trình Món Ăn Mỗi Ngày giới thiệu món cà ri nấu với tổ ong bò. Em biết công thức ra nấu cho anh ăn nha. Đúng rồi à, món đó được đó, anh biết á, món đó thì ăn dòng dòng ngon ngon đó em. Em thì háo hức muốn trổ tài món này quá à, vì em thấy chương trình mô tả hấp dẫn quá anh. Còn anh á, thì háo hức muốn ăn quá. Anh này, lúc nào cũng chỉ ăn không ạ. Phải háo hức phụ vợ một tay chứ. Rồi, bây giờ anh chở bà xã đi chợ nè. Vậy mới đúng là chồng yêu của em chứ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin chào Minh Châu, hôm nay thì cô sẽ thực hiện một món ăn với lại nguyên liệu khá là đặc biệt. Nhưng mà đầu tiên là đố Minh Châu biết, trên tay cô là cầm nguyên liệu gì đây? Ủa, tưởng đâu cô thảo hỏi gì khó lắm. Cái này là tổ ong mà, em hơi bị thích ăn phá lâu đó, hơi bị rành đó nha. Thì cô đố em biết liền, đúng là hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái nguyên liệu mới với lại một cách chế biến rất là quen thuộc, cho nên coi như là một món vừa cũ và vừa mới. Đó là món cà ri tổ ong. Để thực hiện món ăn này, quý vị khán giả cần chuẩn bị 250g tổ ong bò, 250g khoai tây, một trái ớt sừng, hai trái ớt hiểm, bột cà ri, lá cà ri, một ít tỏi băm và ớt băm, nước giảo dừa, nước cốt dừa, sữa tươi, nước me, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị phần khoai tây trước. Khoai tây thì chúng ta chọn khoai tây đỏ nè, để có màu đẹp. Và chúng ta cũng chà rửa sạch cái phần vỏ đi, không cần gọt vỏ. Và chúng ta sẽ cắt khối khoảng chừng 3cm. Và bây giờ cô cũng chuẩn bị một tô nước nè, chúng ta cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối. Cắt khoai tây tới đâu thì chúng ta cho khoai tây vào nước để mà giữ cho khoai tây không bị đen. Dạ. Tổ ong mua về thì quý vị khán giả sẽ nhớ là chúng ta sẽ giả một ít gừng pha với lại rượu, chúng ta chà cả bên trong và bên ngoài thật là sạch như thế này. Dạ. Kế đó chúng ta sẽ cho qua nhúng qua cái nước sôi một chút xíu thôi, rồi đem ra lại chà muối một lần nữa cho thật kỹ để cho tổ ong này loại bỏ hết những cái mùi khó chịu của tổ ong đi. Và bây giờ cô cũng sẽ cắt những cái miếng có bề ngang khoảng chừng 4-5cm. Ớt hiểm thì quý vị khán giả sẽ đập dập. Còn đối với ớt sừng thì quý vị khán giả sẽ cắt ra thành những khối hình thoi. Phần khoai tây này sau khi ngâm nước muối vớt ra để ráo rồi, quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng nửa muỗng cà phê bột cà ri và nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Tổ ong bò thì chúng ta sẽ tiếp tục ướp gia vị vào 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tỏi băm và cuối cùng là 1 muỗng cà phê bột cà ri. Để cho món cà ri ngon hơn thì trước khi mà chúng ta nấu cần phải chiên khoai tây lên để khoai tây vàng phía bên ngoài, như vậy mùi thơm sẽ dậy lên và món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn rất là nhiều. Cô sẽ đặt một chảo dầu lên bếp, chúng ta sẽ dùng nhiều dầu một chút xíu. Dầu đã nóng già rồi, quý vị khán giả sẽ cho khoai tây vào. Trước khi mà chúng ta chiên thì khoai tây đã được ướp qua với nửa muỗng cà phê bột cà ri và nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Như vậy thì gia vị sẽ thấm vào khoai hơn và món ăn của chúng ta khi hoàn tất sẽ ngon hơn. Và quý vị khán giả cũng đừng quên là chúng ta cần phải chiên khoai tây trước để cho khoai tây chín vàng, mục đích giúp cho khoai tây không bị nát và giữ được hương vị thơm ngon. Và bây giờ khoai tây đã được rồi đó, và chúng ta sẽ cho ra để lên giấy cho thấm bớt dầu. Chiên khoai xong thì chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp. Quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng chừng 1 muỗng canh dầu ăn. Chờ cho dầu nóng xong rồi, quý vị khán giả sẽ cho tỏi vào, tiếp tục cho một ít ớt băm vào. Cô cho một ít lá cà ri vào nè, và cô sẽ trút hết phần tổ ong vào. Xào săn cái phần tổ ong này, tuy nhiên là chúng ta cũng không xào tổ ong quá kỹ, vì nếu mà xào tổ ong quá kỹ thì cũng sẽ làm cho món ăn này bị dai và mất ngon đó. Tiếp tục cho 2/3 chén nước giảo dừa vào. Khi mà nước giảo dừa sôi trở lại rồi thì chúng ta sẽ cho hết phần khoai tây đã chiên vào, cho luôn cả phần ớt hiểm đập dập và ớt sừng vào. Tiếp tục cho hết phần nước cốt dừa và sữa tươi, phải cho vào giai đoạn cuối cùng. Là vì đặc biệt đối với cái phần nước cốt dừa, nếu mà chúng ta cho vào ngay từ đầu mà nấu lâu quá đó, thì phần nước cốt dừa này nó sẽ tách dầu ra và nó có cái vị, cái mùi gắt dầu rất là khó chịu và món ăn chúng ta không còn ngon nữa. Quý vị khán giả thân mến, hãy cho sữa tươi và nước cốt dừa vào giai đoạn cuối cùng để món ăn có mùi thơm nè, có vị béo nè và đặc biệt là không bị bón cục quý vị nhé. Món cà ri tổ ong này chúng ta sẽ dọn chung với lại một ít rau răm và một chút nước mắm me để tạo nên hương vị đặc biệt cho món ăn này. Chúng ta sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh nước cốt me, 2 muỗng canh nước mắm nữa. Kế đó là cô sẽ cho vào khoảng 1.5 muỗng đường. Chúng ta sẽ cho thêm một ít tỏi băm. Hết tất cả phần ớt băm này, nước chấm đã xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ bày ra nha.
múc cà ri ra tô. Cho thật là nhiều tổ ong bò lên trên. Dạ. Cuối cùng cô sẽ trang trí thêm một nhánh rau răm nhỏ nhỏ. Và bây giờ là đến phần của Minh Châu, gồm có một miếng tổ ong. Em cảm ơn cô. Rồi, mời Minh Châu. Dạ. Phần tổ ong rất là vừa ăn. Bên cạnh đó thì cái phần khoai tây không hề bị nát một chút nào cả. Và giống như cô Thảo đã miêu tả ngay từ lúc đầu, vỏ bên ngoài khoai tây vừa vàng chín tới. Nhưng mà cô Thảo biết phần nào đáng khen nhất không? Khoai tây có rồi, tổ ong có rồi, còn gì nữa? Cái phần nước cà ri đó. Vừa thơm, vừa béo, vị của nước cốt dừa nè và cả sữa tươi nữa chứ. Nếu như mà quý vị thưởng thức đó hả, thì Minh Châu nghĩ là quý vị cũng thích mê luôn đó. Và quý vị khán giả thân mến, trong dịp lễ lớn 30 tháng 4 như thế này thì các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã suy nghĩ rất là nhiều để có thể hướng dẫn cho quý vị thêm thật nhiều những món ngon để chúng ta có thể sum họp với những người thân yêu của mình. Và nếu như mà quý vị bỏ lỡ bất kỳ một chương trình nào hoặc là quý vị muốn tìm kiếm những thực đơn phù hợp với gia đình của mình thì đừng quên ghé website mongonmoingay.com quý vị nhé. Hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thông qua hai cách liên lạc quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Còn bây giờ thì cô Diệu Thảo và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.